vị, bộ phim The Sound of Music, Giai điệu hạnh phúc là bộ phim nói về cô gái mang tên Maria. Maria là một cô gái có cá tính rất mạnh, rất lạc quan, rất yêu đời, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tuy là cô ấy sống trong một tu viện, bộ phim The Sound of Music đã giành được giải thưởng Oscar cho phim hay nhất vào năm 1965 và cùng năm này, album nhạc phim cũng đạt được giải thưởng Grammy. Ngay bây giờ, Ái Phương xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu của hạnh phúc với phần biểu diễn của thí sinh Lan Anh. La 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 la. Đây là bài rất là vui tươi. Cô đã phân đèn làm sao để phải cho thế được cái độ vui tươi của bài đấy. Bản nhạc này có một cái trà giàn dựng với trên một cái tinh thần là bắt đầu nhẹ nhàng thôi, cái tiết tấu nó vừa phải thôi, không quá nhanh, nhưng sau hai lần thì tăng tần tốc độ lên, tăng dần đến cái lần cuối cùng nó sẽ rất là nhanh. Và đánh với ban nhạc thì cái này sẽ là một cái thử thách đối với bé, không chỉ làm chủ tốc độ trên phím đàn mà đồng thời lại còn phải hòa hợp với ban nhạc nữa, thì cái khó ở bài này là cái đó. Mời ban giám khảo với tiết mục này của cô bé Lan Anh, một cô bé rất là tài năng, thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Có
Có lẽ đầu tiên thì xin được mời nhạc sĩ Trần Tiến. Hôm nay con chưa phải thử thách gì ghê gớm về đàn cả, nhưng mà cái thử thách lớn nhất là cái tính dịu dàng, trong sáng, hồn nhiên, và nhất là khuôn mặt của con rất là xinh. Hôm nay con diễn rất tốt, chúc mừng con. Cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến ạ. Thưa thầy Thanh Bùi, thì thấy tiết mục này của Lan Anh như thế nào? Theo suy nghĩ của thầy Thanh là cái kỹ thuật nó không có phải là ghê gớm, nhưng nó có một vài kỹ năng mà thầy muốn nói với mọi người nó rất khó. Khi mà con đánh mà cái tiết tấu nó nhanh, và con giữ nhịp con với band, thật sự cái điều đó rất khó con. Nhưng cái điều hay của con tối nay và cái mục tiêu của chương trình này là đem cái hơi thở cổ điển cho tất cả mọi người. Thì tối nay con phối hợp được cái nhạc cổ điển với cái nhạc hiện đại, tạo ra một buổi trình diễn rất là xinh xắn, rất là dễ thương và kỹ thuật rất tốt. Chúc mừng con. Xin cảm ơn thầy Thanh Bùi ạ. Còn ca sĩ Huyền Linh, chị thấy như thế nào? Mình thấy ghen tị với cô bé này, bởi vì là khi cô ấy trình diễn á, nó toát lên một cái sự thanh lịch tổng thể cả một cái màn trình diễn, đem lại một cái hình ảnh rất là hoàn hảo. Và chị muốn nói rằng là nữ mà chơi đàn đó vẫn không có cái sự mạnh mẽ của đàn ông, nhưng riêng em mặc dù nhìn rất là nữ tính, nhưng mà khi em xuống đàn á, cái tay của em rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt, và chị rất là ghen tị, quên xưng cô luôn, xưng chị luôn. Cảm ơn ca sĩ Huyền Linh. Ở đây không phải là tiết mục đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó của Lan Anh, nhưng mà ở đây quan trọng là cô bé đã bỏ qua cái việc phô diễn kỹ thuật mà mang đến cảm xúc cho mọi người, và đó mới là điều đáng khen. Có phải không ạ, chị Tuyết Minh? Cô đã từng nghe Lan Anh ở số đầu tiên, đã chơi một cái bản nhạc cổ điển rất là nhuần nhuyễn, rất là kỹ thuật. Và đến buổi thứ hai thì con đã cho khán giả thấy con đã chơi một bản nhạc dân gian đương đại của Việt Nam mình, cũng cái văn hóa Đông Tây nó gặp nhau ở trình độ rất là cao. Và đến ngày hôm nay thì con không phải làm gì nữa, con chỉ mang đến cho khán giả, nhắc khán giả 7 nốt đơn giản nhất để mọi người bắt đầu yêu âm nhạc và đến với âm nhạc. Thì tất cả phần trình diễn của con thật là tuyệt vời. Cảm ơn con. Thì cảm ơn ban giám khảo ạ. Cảm ơn Lan Anh về tiết mục rất là dễ thương. Còn bây giờ thì không biết là giám khảo cho tiết mục Doremi bao nhiêu điểm. Đầu tiên xin được mời thầy Thanh Bùi ạ. 9,5. Ca sĩ Huyền Linh. 9,5. Biên đạo múa Tuyết Minh. 9,5. Và nhạc sĩ Trần Tiến. 9,5. Xin được chúc mừng Lan Anh. Còn bây giờ đi, hẹn gặp lại con trong một chút xíu nữa thôi nha. Cảm ơn con rất nhiều. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Ái Phương xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành một ít phút cho quảng cáo. Đừng đi đâu nha, bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây.